Dạ được 5 góc anh Thắng. Dạ. Thì đầu tiên thì gian đến kênh của anh Thắng thì rất mong sự ủng hộ của cô chú. Thì số điện thoại của em là 0907804435. Dạ. Số là cũng là số Zalo, số Facebook luôn. Dạ. Địa chỉ chính xác là ở đâu, dựa ở đâu anh? Dạ, dạ ở Bình Đức Tâm, thành phố Long Xuyên ạ. À. Dạ. Dạ. Rồi ok anh ơi. Rồi, hôm nay thì anh Giang cho lưu với anh em khoảng 5 gốc mai tài nha anh em. Hôm nay là một cốt không nha anh em. Cây đẹp giá mềm phao cho anh em chơi Tết 2022 luôn. Đầu tiên mã số 1, à ngon lành. Bông là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Giang? Dạ cái này bông thì 5 đến 7 9 cánh luôn đó anh. Bông rồi. Từ dạ. 5 đến 9 nha anh. Dạ 5 đến 9 rồi. Bông là bao hết ha anh Giang? Dạ bông bao, sống khỏe cho anh em luôn, có bảo hiểm hết luôn ha cô chú anh Thắng. Dạ, bán vậy là quá uy tín anh em ơi. Nói chung là mình bán mình có trách nhiệm là nó ok anh em. Dạ. Một cốt lát lượng, cốt cành đẹp anh em. Nè. Này chỉnh sửa từ nhỏ nha. Cây còn tơ cái này nuôi luôn, này nuôi về mình đem mình nuôi là ok anh em. Càng ngày càng phát triển nha. Chiều cao nó khoảng nhiêu anh Giang? Mã số 1. Chiều cao khoảng 1m9 anh. Rồi, 1m9. Dạ, tán ngang tầm cả 2m anh. Rồi, tán ngang 2m. Rồi vô quay nồi đế cho anh em xem. Đây. Đế quái quái này mà cũng có gì nha anh em, có cái cũ nè. Cây này kiểu quái. Cây đặc biệt liền lạc không hiểu thích nha anh em. Dạ. Rồi mình đo cái thông số luôn anh Giang ơi. Rồi đây được 32 anh Thắng. Rồi 32. Rồi thoát thân là được 19 anh Thắng ha. Rồi thoát thân 19. Rồi chi đại diện là được 17 anh Thắng. Rồi 17 mình đo hết cái nồi đế này khoảng nhiêu nha. Rồi đây là được 83 anh Thắng. Rồi 83. Rồi mình xây vòng lại anh Giang ơi. Rồi mình chốt giá nhiêu anh Giang? Rồi cái này là cây một trừ em báo giá là 14 triệu ha. Em bao ship 300 km luôn anh Thắng. Rồi 14 triệu nha anh em, ship tới nhà luôn. Mình cứ ngõ nhà đó mình xem cây nào mình vô phơm đó. Mình nhấc điện thoại lên mà alo là ảnh bao ship tới nhà anh em. Mã số 2. Rồi cái này đá quá anh em ơi. Vàng xương nè. Tê tái cục tình luôn. Cái chiều cao nó khoảng nhiêu anh Giang? Dạ cái chiều cao khoảng 2m anh. Rồi 2m, còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang khoảng 2m luôn anh Thắng. Rồi tán ngang 2m luôn. Dạ. Vàng xương bắt một bát một anh em ơi, từ dưới lên trên. Cái này bộ đế đã lắm. Thân thì nó lắc lượng anh em. Phê luôn. Bông thì cũng trung lô luôn, 7 đến 9 luôn ha anh Giang. Dạ đúng rồi. Đây, quà wow, bộ đế nè anh em. Cái rễ này có thẹo nhỏ ha. Đó, nữa em cái em quay xong tại lúc này em không chét rồi thói quen em á, em quay cho cô chú thấy thẹo rồi cái là em mới chét lại cạo cho nó tới. Đây cái em chét keo vô. Và wow, cây này chuẩn anh em ơi. Đế đã quá. Đế đã ha. Khéo léo. Cây này giá dễ chịu luôn anh em. Dạ. Cốt cành to nha. Ngon lành. Ít lúa anh em ơi. Dễ chơi. Rồi mình đo thử thông số luôn có luôn anh Giang ơi. Cây này anh em đang nung nóng cái mức giá anh. Rồi đây là được 34 anh Thắng. Rồi 34 chuẩn. Dạ, để rồi hết cái giá. Rồi đây 1,5 m anh. Rồi 1,5 m anh đo thử cái chân cành nó có khoảng bao nhiêu anh Giang. Rồi đào thoát thân là được 15 anh Thắng. Rồi. Rồi cốt cành là được 15 luôn anh Thắng. Rồi 15. Rồi mình cho các bạn mức giá luôn anh Giang. Dạ, cái thứ hai này nó luôn giá là 14 triệu anh Thắng. Rồi 14 triệu anh em ơi. Dạ. Quá đã. Bao xếp 300 km luôn. Dạ. Đi xe nhà luôn. Rồi chơi đẹp. Bao nghĩa là mình xếp là xe tải không anh Giang? Dạ, xe tải luôn anh, cái này toàn tại lúc này á bưu điện luôn, đàn nhiều lắm, xếp dễ thương cây lắm anh. Rồi, xe tải là sức khỏe ok anh em ơi. Xếp một khi có nửa tháng chưa tới khách luôn anh. Dạ. Hôm nay em không có xếp bưu điện nữa. Rồi, xem rồi mình chốt liền anh em ơi. Có cây đẹp anh em. 14 triệu. Mã số 3. Đây, cây này tàn cũng ngon lành anh em ơi. Cây này nhỉnh hơn mấy cây kia nha, nó hơi lớn hơn anh em. Dạ. Chân cành đẹp luôn. Chiều cao nó khoảng nhiêu anh Giang? Dạ cây chiều cao có 2m3 anh. Rồi 2m3, còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Dạ tán ngang 2m5 anh. Rồi tán ngang 2m5. Bông cái lô này cũng 7 đến 9 luôn nha anh em. Bông là anh bao đẹp cho anh em luôn. Dạ. Cây này thân đẹp, đế đẹp. Tàn thì dày nha anh em. Ngon lành, nó nhỉnh hơn mấy cây kia. Rồi vô quay nồi đế cho anh em xem. Wow. Nguyên một đống anh em ơi. Đấy lực thôi. Cuồn cuộn dính nhau. Cái nào lấy bự bự luôn ha. Cây sạch đẹp nha anh em, liền lạc. Dạ. Đây, và cốt cho anh em quay cho anh em xem nè. Cốt lớn nha. Cái này tuổi đời cũng mười mấy năm hay sao anh Giang? Dạ, tuổi đời nó 14-15 năm hết nè. Tại khách nhà văn và chồng ở trong cái bầu quê sáu anh. Dạ. Xong cái vợ lên thêm cái nữa, nó hơi lâu. Dạ, rồi mình đo thông số luôn anh Giang ơi, mã số 3. Mình đo 20 kg anh Thắng. Rồi, ok. Anh đo trên tử là 34 nè. Rồi, 34. Dạ. Anh đo dưới tử thôi. Đây được là 41 nè. Rồi, 41 anh đo luôn cái nồi đế luôn anh.
Rồi đây là được là 1 mét nữa. Rồi 1 mét. Dạ, để anh cho chi tử. Này thì thắt thì cũng có tăng cũng tắt thật rồi đó. Rồi đây được 16. Số 3 này mình chốt giá nhiêu anh Giang? Rồi số 3 là Giang luôn là giá là 15 triệu anh hết. Rồi 15 triệu. 300 mét luôn. Rồi. Đúng giá nha anh em. Cây đẹp anh em ơi. Rồi thích thì mình liên hệ trực tiếp với anh Giang đi để mình này nè. Chốt cây anh em, mã số 4 nha, một cây tàn thông một cốt. Rồi thần chậu sẵn luôn, cây này về là chơi Tết luôn anh em ơi. Tàn đã quá. Đặc biệt cái dàn xương nha anh em. Nó đặc như bánh canh vậy anh em. Nè, quay cho anh em xem có bộ xương bên trong nha. Quá đã. Da còn tơ măng luôn anh em. Bông nó là khoảng bao nhiêu cánh nha anh Giang? Dạ, cây này bông 7 đến 12 cánh luôn anh Thắng. Rồi. Siêu bông nha anh. Nước da nó dương ghé 18 nó xèo luôn. Cốt lớn nha, cây này đế đẹp luôn anh em. Cây này toàn diện từ A tới Z nha. Từ xa cho anh em xem cái bộ tàn đó nha. Tàn thông. Phơm này nhiều anh em thích nè. Cây này giá mềm phao, bao xếp. Cái chiều cao nó khoảng nhiêu vậy anh Giang? Dạ, cây này chiều cao 2m4 anh. Rồi, 2m4. Dạ. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? 2m6 anh. Rồi, tán ngang 2m6. Báo thông số nó chuẩn chỉnh hết nha anh em. Dạ, tổng chung là báo thông số này chú đo đi dư chứ không thiếu á. Dạ, cây nút nụ nhiều nha. Nó quan trọng cây mình đẹp hay xấu anh Thắng, nó như một cây phẳng với một cây thấp, chiều cao rộng không có đế. Đúng rồi, đây rồi, đây nào đế đây nè. Dạ, đế nó khéo. Đế bảo đại ha. Đều. Đây, bộ đế đều hết nha anh em. Cái này mới mồi sơ lên ha anh Giang. Tại tháng này mình mau nhỏ sợ xì bông cái cô chú mình Tết cho bông phóng đạt hơn. Dạ. Tháng này là hết làm đế được. Rồi cái này đế ngon lành anh em ơi. Đế thân tàn nha, chỉnh luôn. Này hiện tượng lên xù anh Thắng ha. Nó đang bảy sung hay lên ha. Dạ. Mình đo thông số luôn nha. Dạ. Cái này cốt cành đá quá nè. Chỉ 42. Rồi chỉnh luôn ha anh Giang. Dạ, chỉnh 242 luôn. Ok anh ơi. Dạ. Thoát thăng gỡ tắt đó cô chú. Rồi mình đo cái chi luôn này được 15 anh Thắng. Rồi 15. Dạ. Mình đo thử nồi đế luôn anh. Mét rưỡi ra anh ơi, mét rưỡi đi. Rồi 1m rưỡi ra nồi đế áo mặt trời anh em. Rồi từ xa cho anh em xem lại một vòng nữa cái mã số 4 này. Đây. Rồi chuẩn luôn. Rồi mình chốt giá nhiêu anh Giang? Rồi cái 5 ô cái số 4 này giá là 34 triệu anh Thắng. Rồi 34 triệu bao xếp 300 km ha anh. Dạ. Rồi ok anh ơi. Dạ. Mai tàn chơi Tết đẹp anh em ơi. Giá cả hữu nghị luôn. Rồi tiếp theo anh em ơi. À, mã số 5. Này số 5 số 4 một cặp anh em. Dạ. Cây nào cũng đẹp hết, tàn thông một cốt luôn. Một cốt thẳng nha anh em. Dốt tới đọt luôn. Đây nè. Dàn xương nè. Đây. Đã quá. Bông là cũng 7 đến 12 luôn anh Giang. Dạ dạ. Mấy cây này nút nụ quá ta anh em ơi. Tết cho bông dữ à. Dạ. Nên nút to không nha. Dàn xương bao đẹp luôn. Cây này Tết đặt lá là không đặt lá nha, nở bông là không có lá luôn. Dạ. Đúng cây. Tàn nói chung ảnh nó có bấm vô nó đều hết trơn nè, như tàn thông đẹp. Tết rồi có mình cặp này mình chơi ngon lạnh nè. Nhà mình không rộng đó, mình để trước cửa hai cây. Cặp này là quá ok. Rồi đây nào đế đây nè. Đây chặt để xem. Đây. Đế này anh có làm sơ sơ nè, phía trên nha. Cũ nở nha. Chặt đã ha. Đế ngon lành luôn. Đây. Chậu lọt lòng này là 1m3 anh. Rồi 1m3. Rồi từ xa cho anh em xem cái bộ tàn nó từ xa nha anh em. Rồi anh đo thông số rồi anh báo cái giá. Cái này chiều cao cũng khoảng 2m2m3. Dạ. Rộng cỡ 2m4m5 rồi. Dạ. Cái số 4 số 5 này chiều cao tán ngang nó cũng ngang ngửa nha anh em nè. Một cặp nha. Chơi một cặp cho đẹp anh em ơi. Rồi mình đo thông số luôn nha. Rồi đây là được là 38 anh Thắng. Rồi 38 chuẩn. Dạ. Cũ đặt ha anh. Dạ này là cũ đặt đi. Đây là được là 60 tính 68 thôi nè. Rồi 68. Dạ. Rồi 17 à. Rồi 17 chân cành nhất. Dạ. Tóc tay cũng cỡ 20 phân. Rồi. Rồi số 5 này mình chốt giá nhiêu anh Giang? Dạ, số 5 này giá là 37 triệu anh. Rồi 37 triệu. Dạ.
Còn anh em nào sở hữu cặp 4 năm này mình có cái giá tốt anh nha. Rồi mình liên hệ anh Giang đi các bạn ơi, để mình trao đổi cái mức giá nha. Rồi mình sở hữu cặp này mình chơi Tết. Tất cả cây anh đều bao xếp cho anh em 300 km hết nha. Chậu nói chung là cây nào có chậu là anh tặng chậu hết. Rồi kết thúc video thì Giang xin thành cảm ơn cô chú đã xem hết clip, ủng hộ chủ kênh cũng như ủng hộ những người bán. Thì em xin cảm ơn cô chú đã thời gian qua đã ủng hộ Giang rất là nhiều. Thì Giang cố gắng sẽ bắt những cây đẹp hơn, kém hơn để dịch vụ cô chú giá hợp lý nhất rồi. Dạ, rồi ok anh Giang ơi. Rồi video nãy giờ mình có quay những cây của anh Giang đó, anh em nào thiện chí lúc nào thì liên hệ với anh Giang để mình sở hữu các bạn ơi. Cây đã báo giá công khai nha anh em thấy vô phơm cây nào đó mình liên hệ rồi mình chốt cây anh em ơi, ảnh giao cho anh em tới nhà luôn, ship là maximum 300 km.